Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Radio nha. Clip này thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái cặp CBL Control 10 anh em. Thì đợt trước em có về ha, cách này cũng gần đây thôi, em có về cặp thì cặp đó em bán rồi anh em. Và nay thì em mới cập bến thêm được một cặp nha. Và cặp hôm nay về là phải nói là nó đẹp xuất sắc luôn anh em nha. Cặp này nói chung là đối với CBL Control 10 thì trên thị trường thì có khá là nhiều nha. Nhưng mà đẹp như thế này thì chắc chắn với anh em mình luôn là đếm trên đầu ngón tay nha, rất là ít nha anh em. Ở cặp này thì em về thì như ý luôn anh em nha. CBL Control 10 em đã tháo sẵn cái lưới rồi anh em nha, tháo sẵn cái lưới rồi để quay cho anh em mình xem. Thì cái lưới này á ha, cái lưới này thì hãng người ta đi keo á, cái keo dẻo á, phía trong này anh em nè, cái keo dẻo phía trong này nè, rất là khó tháo luôn, cho nên là em phải tháo trước nha. Đó, khi mà đút cái lưới vào là nó hít cứ ngắt luôn anh em nha. Những cái keo này mấy chục năm rồi nhưng mà nó cứ dẻo dẻo hoài à, là cái keo bên trong cái kẽ này nè để lắp cái lưới dây căng anh em nha. Và đây là bộ phận lưới nha, lưới rất đẹp luôn anh em nha. Lưới rất đẹp, không có bị cấn mớp gì hết trơn ha. Và tem rồi cũng đẹp như mới luôn nè ha. Đó, tem CBL Control 10 nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đây là cái tem bên đây nè ha, cả hai cái nha. Rồi, em sẽ lấy lưới ra ha. Em sẽ lấy lưới ra để em quay cái lò cho anh em mình cùng xem nha. Đó. Em sẽ tháo lưới ra để quay chi tiết về cái hai cái lò ha. Đó. Đây anh em nha, tổng thể hai cái mặt lò đây nha. Anh em có thể thấy qua màn ảnh video ha. Đó. Thì mỗi một thùng nó sẽ có hai cái tinh chỉnh nha, một cái tinh chỉnh cho dãy trung và một cái tinh chỉnh cho dãy trép ha. Và anh em mình có thể cắt tắt hết tiếng trung và tiếng trép trên hai cái tinh chỉnh này luôn, anh em mình chỉnh trực tiếp trên thùng lo luôn nha. Và bộ phận lo trung nha, lo trung và lo bát ha, lo trép thì cái dãy tần số con này đáp ứng rất là rộng nha anh em nha. Cái dãy bát con này ha, cái dãy bát con này là nó đáp ứng xuống tới cái tần số là 35 Hz anh em nè, nó xuống dãy trầm tới 35 Hz, là một cái dãy trầm rất là sâu nè ha. Đó, bát rất là mềm và sâu luôn nha. Đó. Màn bát thì còn nguyên bụi nha. Đó, tại vì cái lưới là cái lưới nó là lưới sắt ha, cho nên là nó bám bụi trên màn lo nè. Em chưa có lao luôn, mấy cái này lao một cái là nó đen lên, nó đẹp cực kỳ luôn nha anh em nha. Đó, nguyên bụi nha. Đó, anh em mình thấy nha ha, bụi bám nè, nguyên zin nguyên bản nha anh em nha, nguyên zin nguyên bản. Cái này lao cái là đẹp luôn ha. Đó, bụi nè, em chưa có lao luôn ha. Mấy cái này lấy khăn ha, lấy khăn nhúng R17 lao cái là lên là màu đẹp cực kỳ luôn nha anh em. Đó. Và bộ phận lo này ha, lo trung nè, đó anh em mình thấy nha. Đó, nguyên bụi nè, đó, em khều nhẹ thôi là nó đã đẹp rồi anh em nha. Mà mấy cái này muốn lao phải lấy khăn lao nha anh em, đó, anh em mình lao bằng khăn, lấy khăn mình á, ha, khăn mình anh em mình lao cái là cực kỳ đẹp luôn. Lo trung nha, đó, đây là bộ phận lo trung nha. Đó, anh em mình thấy nè, em sẽ vuốt cho anh em mình thấy ha, rất là đẹp luôn. Và bộ phận lo trép nha, đó, cái lo trép này là cái dải trép nó lên tới 27.000 Hz nha anh em nha, một cái dải siêu cao luôn ha, một cái thùng 3 đường tiếng mà nó đáp ứng từ dải 35 Hz. Ở dưới con bát này và lên dải cao là 27.000 Hz, là một cái dải tầng cực kỳ rộng luôn anh em nha, không phải cặp thùng nào nó cũng thể hiện được như thế này đâu nha, rất là ít luôn ha. Đó. Đây, và đặc biệt đây là một cái dòng lo của CBL nữa, và đặc biệt là dòng Control 10 anh em nha. Thì dòng Control thì dòng nào có tiếng cũng rất là hay trong tầm tiền luôn anh em, kể cả những cái dòng Control 1 tiếng cũng rất là hay trong tầm tiền, và đây là dòng Control 10 thì tiếng cực kỳ là phê nha. Đó. Và đây bộ phận của cái lo bên đây nha. Đó. Lo rất đẹp nha anh em nha, rất đẹp rất mới luôn. Lo thì em bao zin nguyên bản hết nha, bao zin nguyên bản hết. Đó. Tất cả là hoạt động tốt nha anh em nha, bao zin hoạt động tốt ha. Lo trung này ha, gần rất đẹp luôn. Đó. Màn ha, tất cả mọi thứ bên đây là trép nha. Đó. Cái lo trép thì nó bự hơn cái lo trung luôn anh em nha. Đó. Bởi vì cái dải cao con này 27.000 Hz không phải là tầm thường anh em nha, dải cao lên rất là tuyệt vời nha. Đó. Và một cái tinh chỉnh cho dải mít nè ha, một cái tinh chỉnh cho dải trép nè. Đó. Đây thì anh em mình có thể cắt hết luôn, hoặc là mở lớn mát ha, hoặc là anh em mình để 50. Đó. Đây anh em mình thấy nha. Thì em khui ra đây để em quay cho anh em mình xem nha. Rất đẹp, rất mới luôn anh em ha. Rất đẹp, rất mới luôn. Này em đang quay ngoài trời anh em nha, đang quay ngoài trời nãy mát quay giờ nắng lên ha. Lúc nắng lên thì nó hơi chói một tí, anh em mình xem thông cảm nha. Nhưng mà thùng thì rất đẹp anh em ha. Control 10 mà thùng nó đẹp như thế này thì nó thật sự là đếm trên đầu ngón tay anh em ha, đếm trên đầu ngón tay, cực kỳ ít luôn nha, không có nhiều đâu. Đó, cặp này em tuyển về thì như ý luôn anh em nha. Đó. Đây. Hàng này em tuyển cho anh em nha, hàng em tuyển. Đây anh em ha. Bên hông thùng đây. Em sẽ quay bên hông thùng cho anh em mình cùng xem nha. Đó, anh em mình thấy ha. Thùng rất đẹp luôn anh em nha, thùng rất đẹp luôn, rất mới luôn. Đó, cực kỳ mới luôn anh em nha. Cặp này em về nói chung quá ưng ý luôn, không có điểm gì để chê hết ha, cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây em sẽ quay cái mặt sau nha. Khá là nặng nha anh em nha, khá là nặng. Đây là thùng nhựa zin của hãng nha, thùng nhựa này rất là cứng anh em nha,
cứng như đá vậy anh em ha. Thùng hãng JBL làm thì thùng nhựa rất là cứng, rất là chắc chắn luôn. Đấy, anh em mình thấy nha. Đây tổng thể đằng sau đây anh em ha, anh em mình nhìn nè. Quá đẹp, quá mới luôn anh em nha. Cặp này phải nói là xuất sắc luôn. Kiếm thêm một cặp như này nữa thì em nghĩ chắc rất là khó luôn anh em nha. JBL Control 10 ha. Đó. Tổng thể mặt sau đây anh em mình có thể thấy ha. Và đây là bộ phận chạm lo nha, chạm lo ha. Rất đẹp nha anh em nha, rất là đẹp. Mã số của JBL ha, tín hiệu input đây. Thì trên thùng này thì hãng có thiết kế những cái lỗ nè. Cái lỗ này là hãng có tán mấy con rang nhuyễn bên trong á, để anh em có thể bắt treo hay gì đó nha. Đó. Mấy cái này là hãng, mấy cái lỗ này là hãng thiết kế nha. Bên trong nó có rang nhuyễn sẵn luôn. Anh em mình sử dụng những ốc rang nhuyễn để bắt ha, có thể treo. Đó, như những cái lỗ này nè, hãng cũng thiết kế chờ sẵn luôn nè. Anh em mình có sử dụng để mà treo đồ thì anh em mình sử dụng nha. Đó. Thì những cái lỗ là những cái lỗ zin của hãng nha, không có đục khoét gì hết trơn nha anh em. Hàng nguyên zin nguyên bản của hãng hết nha. Đó, nguyên zin nguyên bản của hãng hết. Này, anh em mình mua về thì chỉ việc sử dụng thôi nha, việc sử dụng thôi. Chạm lo phía bên đây ha. Chạm lo. Anh em mình thấy nha. Đây ha. JBL Control 10 hàng Mỹ xịn nha. Hàng Mỹ xịn sản xuất tại Mỹ nha anh em nha. Đó, anh em mình thấy tổng thể. Rồi, thì em sẽ quay ra mặt trước cho anh em mình cùng xem nha. Thùng vách đồ là đẹp hết nha anh em nha. Thùng vách đồ là đẹp hết. Đây. Cặp này nói chung là anh em mình sưu tầm là đúng chất sưu tầm luôn anh em nha. Đúng giá trị sưu tầm, đúng chất sưu tầm luôn. Chơi hay bài đẹp luôn nha. Thì cặp JBL Control 10 này giá là 17.500 nha anh em nha. Giá là 17.500. Đó, so với cái mức giá mà cái hàng nó đẹp như thế này thì nó đáng từng đồng luôn anh em nha. Đó. Cực kỳ là đẹp luôn nha. Đó. Thì trên thị trường hiện nay thì thùng đẹp như thế này thì kiếm cực kỳ khó nha. Đó, cặp này thì em cũng mua rất là khó khăn mới mua về được nha. Anh em mình xem. Anh em nào mà mình chịu chơi ha, chịu chơi sưu tầm hàng đẹp thì anh em mình lấy cặp này về đó. Đây ha. Cặp này 17.500 là đáng từng đồng luôn anh em. Rất đẹp, rất mới luôn nha. Đó. Hầu như cặp này là bên kia người ta quên dùng anh em nha. Quên dùng luôn. Rất đẹp luôn ha. 17.500.000 cho cái cặp JBL Control 10 này. Trễ tần đáp ứng là từ 35 Hz ha cho tới 27.000 Hz nha anh em. Một cái dây tần cực kỳ là rộng luôn ha. Đó. 27.000 Hz ha, và giải trầm là 35 Hz cho tiếng trống rất là tốt nè ha. Đó. Lo nguyên zin nha. Nè, mới gõ nhẹ thôi anh em mình nghe nè. Nguyên bụi luôn nha, nguyên bụi luôn. Anh em thấy nè, kể cả mấy cái này nè ha, mấy cái này nè. Anh em thấy ha. Đó. Cái này lấy khăn ha, lấy khăn lau cái là tuyệt vời luôn anh em nha. Đó. Rất đẹp nha, đặc biệt là cái đợt rung nè, cái gân cái màu nó rất đẹp luôn, gân zin luôn nha anh em nha, gân zin luôn. Đó. Gân vải zin hết luôn ha. Đó. Tất cả là bao zin 100% nha. Rồi, anh em mình có nhu cầu cặp này thì liên hệ với em nha. Cặp này rất là đáng sưu tầm nha anh em, rất là đẹp luôn. Và clip em xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều để dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.